lạnh của bãi sau của thành phố Vũng Tàu cả nhà. Hôm nay sáng chủ nhật thì mình review cái khung cảnh sáng cho cả nhà xem. Sáng chủ nhật lượng người rất là đông, một bãi cát trải dài cả nhà xem, một bãi cát. Hiện tại bây giờ là nước thủy triều đang xuống rồi cả nhà, cho nên cái khung cảnh bãi cát rất là rộng, rất là lớn. Đấy, cả nhà nhìn xem một lượng người rất là khủng luôn. Mời cả nhà hãy cùng đi với mình nhé, let's go. Trong video có hơi ồn, mong cả nhà hoan hỉ cho mình. Khung cảnh rất là đông các khách du lịch tới của ngày chủ nhật, người tắm người ngồi xem. Biển hôm nay nước thủy triều rút. Thật là đẹp lắm cả nhà, rất là thân thương luôn. Cả nhà nhìn thấy một lượng người khách du lịch tắm rất là đông mà cả nhà. Cả nhà xem thấy video hay hãy cho mình một like, một chia sẻ cả nhà nhé. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký ủng hộ mình để cho kênh một ngày một phát triển. Mình cập nhật hàng ngày để cho cả nhà xem cái khu du lịch của thành phố Vũng Tàu để xả stress trong những lúc làm việc vất vả nha cả nhà. Video mang tính chất gọi là để xả stress rồi đi du lịch ở trên mạng nha cả nhà ơi. Một lượng người rất là khủng luôn một buổi sáng chủ nhật. Những hình ảnh rất là thân thương cả nhà xem. Rất là hiền hòa. Trong video có gì sai sót mong cả nhà hoan hỉ cho mình nha. Rất là thân thương cả nhà. Một bãi cát trải dài. Bãi cát trải dài rất là đẹp luôn cả nhà xem. Du khách hôm nay ra để chụp hình bãi cát rất là hớn hở luôn. Bãi cát trải dài rất là đẹp.
cát rất là rộng. Các cháu nhỏ chơi rất là thích buổi sáng. Khung cảnh buổi sáng rất là đẹp phải không ạ nhà? Trên cả tuyệt vời luôn. Một sáng chủ nhật đẹp trời. Cuốn đi tắm biển này. Sáng rất là đông ở nhà thế. Kênh một ngày nó phát triển, mình có cái động lực làm video nhiều hơn và hay hơn nữa nha cả nhà. Nếu như cả nhà có gì comment bên dưới để cho mình làm khắc phục video đẹp hơn, hay hơn nha cả nhà.
xem một bãi cát trải dài này, khung cảnh nhìn đẹp. Nhà mình review qua cái khung cảnh những dãy nhà cao tầng ở bãi sau thành phố Vũng Tàu rất là đẹp. Cả nhà nhìn thấy khung cảnh hôm nay nước biển từ trường ra rất là xa nên mình thấy nhìn cái khung cảnh rất là đẹp của cả nhà. Một lượng người tắm biển rất là khủng luôn, rất là đông. Nước thủy triều ra nên thành thử là du khách đổ dồn ra phía ngoài này tắm biển hết rồi cả nhà. Ra phía ngoài này rất là xa. Mỗi khi nước thủy triều lên thì chỉ tắm ở trong bờ kè thôi. Hôm nay nước thủy triều xuống nên là du khách đổ dồn ra phía ngoài này tắm rất là đông. Nhìn khung cảnh đẹp rồi này. Đấy, những hình ảnh này cả nhà like mạnh tay cả nhà. Dừng tại đây một lần nữa, mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã đồng hành với mình trong phút đêm qua một lời tri ân nhất. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ. Hãy nhấn like và nhấn đăng ký ủng hộ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.